Nam xin được kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở lại chương trình Đạo vào đời với linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư. Chương trình Đạo vào đời do Trung tâm Công giáo Việt Nam San Jose thực hiện với sự bảo trợ của truyền hình Dân Sinh, để giới thiệu cùng quý vị cái tiết mục này với cái mục đích là để giúp cho những quý vị có thể hiểu rõ thêm về đạo Công giáo và những cái đóng góp của đạo Công giáo trong cộng đồng và trong xã hội trên toàn thế giới. Và hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp cái câu chuyện với linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư về cái đề tài thương người, cũng như là những cái sự thắc mắc nếu có của rất là những người quý vị mà không hiểu về Công giáo mà muốn tìm hiểu, thì xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện với chúng tôi hôm nay. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh là được sự tham dự của bác sĩ Vương Đạo, là một cộng tác viên của truyền hình và radio Dân Sinh, cũng là một cộng tác viên của Trung tâm Công giáo tại San Jose. Và thưa đây là cha Thư, chúng con xin được chào cha. Xin lại chào hai vị và chào tất cả quý khán thính giả. Kính chào quý vị. Thưa cha, thì như thường lệ thì hôm nay trước khi mình bắt đầu chương trình mình nói chuyện thì cha có những cái tin tức gì và những cái hoạt động gì đặc biệt mà của Trung tâm Công giáo cha muốn chia sẻ với quý thính giả khắp nơi không? Nhân tiện mình đang nói dở về cái vụ bác ái đó. Vâng. Thì cái hôm lễ Giáng sinh vừa rồi, yeah, chúng tôi cũng có thử ra mắt một cái chương trình nhỏ, yeah, là phát quà Giáng sinh cho các trẻ em nghèo, yeah, đã như là để khơi lên cái bước đi đầu tiên. Yeah. 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 Sau đó là chúng tôi họp, là chúng tôi cũng lập, mà nó không phải là các cộng đoàn ở đây hay dùng cái chữ ban xã hội, yeah, nhưng mà chúng tôi dùng riêng cho Trung tâm Công giáo là Hội Bác Ái Vinh Sơn. Yeah. Tức là cái ông Thánh Vinh Sơn, tức là Vinh Sơn đó, vâng, là đó là một cái mẫu gương lớn và bổn mạng của các cơ quan bác ái Công giáo đó. Thì cũng tôi cũng cố gắng để tìm những cái phương thức nào đó để có thực tế là một ít tiền hay là cái dịch vụ gì đó để giúp cho những người nghèo, mà chúng ta biết là người nghèo thời đại nào cũng có, chúng ta có thể làm gì để xoa dịu cái nỗi đau khổ của họ được phần hai phần đó. Đấy cũng là, tôi cũng nghĩ đó là một cái điểm tốt mà Trung tâm Công giáo cũng đã bắt đầu. Vâng. Đấy. Thế còn trở lại cái kết quả được khá không thưa cha? Thưa, mới bắt đầu. Vâng. Thì cũng đang hô hào đi vừa quy tụ các đoàn viên, vâng, vừa đi xin các mạnh thường quân cũng như các cơ quan đó. Vâng, vâng. Thì chúng tôi có thực sự có phải bắt đầu quãng tháng trời thôi. Vâng. Thì cũng chưa dám nói gì cả. Nhưng mà hiện tại bây giờ cha, Trung tâm Công giáo có kêu gọi mọi người đóng góp bây giờ không? Dạ thì tôi không có cái chương trình lên đài kêu gọi, vâng, nhưng mà cái tổ chức đó có một bà sơ cũng làm cố vấn đó, dạ, thì cũng sẽ đi ra những cái kế hoạch. Tôi muốn đi theo cái kế hoạch đó chứ tôi, dạ, không muốn là cứ làm là nó hơi đi vòng ngoài quá. Vâng. Thì có, vâng, lẽ thì nay mai cũng có thể kêu gọi đấy. Dạ, vâng, dạ. Vâng. Thưa cha, con thấy trong cái sinh hoạt của Trung tâm Công giáo của mình ấy, thì cha có nhiều cái chương trình cho nhiều người già, người trẻ, vâng, người nghèo. Dạ, vâng. Thì cha cũng mời rất nhiều những chuyên gia về vấn đề sức khỏe, vấn đề pháp lý, rồi vấn đề dưỡng sinh, rồi đủ thứ cả. Thì thưa cha, cái vấn đề mà tiện đây con xin hỏi cha là cái những người mà tham gia muốn tới để mà có được những cái dịch vụ đó thì có được, có bị giới hạn bởi tôn giáo không thưa cha? Thưa, từ đầu tôi cũng đã nói rõ rồi này. Tôi nói lên đấy là không phân biệt Mỹ trắng, Mỹ đỏ, Mỹ đen hay là Á Châu, Phi Châu gì hết. Cái thứ hai là tôn giáo nào đến cũng được, vì là tình người mà, làm vì Chúa nhé. Thì chúng tôi có cái website của Trung tâm Công giáo đó. Dạ. Nếu quý vị nào muốn theo dõi thì tôi đọc thế này là ba chữ W này, xong chấm này, xong trung tâm này, viết cả chữ trung tâm, rồi chữ công giáo viết tắt CJ, dạ, rồi Việt Nam là VN, xong rồi là chữ S chữ J, xong là bác, tức là chấm đó, rồi chữ org, org. ORG đó. Dạ. Thế thì mở ra là có hết những cái chương trình sinh hoạt đó. Dạ, vâng. Dạ. Dạ, vâng. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe chúng tôi giới thiệu sơ qua về hoạt động của Trung tâm Công giáo. Thì bây giờ thưa cha, rất là nhiều quý khán giả muốn hỏi thăm cha về cái đề tài thương người 14 mối. À, trở lại cái đó. À, vâng. À. Chỉ có một câu hỏi ngắn thôi. Vẫn 14 mối chứ chưa. Thế, có, mình chưa có cho kẻ nấu ăn, cho kẻ khác uống thì cũng tương đối cũng còn dễ. Yeah. Như mua McDonald's cho họ ăn ok, cho uống nước soda cũng tốt. Nhưng mà cho kẻ không nhà mà về, yeah, nhà mình ở thì người ta rất là sợ. Vâng. Thì không hiểu rằng trong cái tinh thần bác ái như vậy, mình thấy người homeless mà mình không mời về nhà ở theo đúng cái tinh thần của Chúa thì bây giờ mình thấy mình có phạm tội không thưa cha? Thưa thì chắc không đâu, tại vì cái hoàn cảnh nó
nó không thuận tiện hay là có thể gặp những cái rủi ro hay là nguy hiểm thì chắc Chúa cũng chẳng bắt đâu. Thì nói về cái chuyện đó thì Giáo hội Công giáo đó cũng đóng góp rất là nhiều trong những cái quỹ này quỹ khác để giúp cho những cái chương trình tôi gọi là cái shelter đó, những cái chỗ trú ẩn tạm. Thì chúng ta cũng biết là về bên nước Mỹ này, những cái người mà homeless, không nhà đó, không hẳn là họ không có chỗ nào trú nhưng mà họ cứ thích đi tự do lang thang, đúng không? Đó là một phần. Thứ hai đó là họ cũng, tôi cũng có nghe là một số cũng bị bệnh tâm thần hoặc là bị nghiền rượu hay là bị có thể như là xì ke ma túy một phần nào nữa, cho nên họ thích sống cuộc sống lang thang bụi đời. Cho nên là có những người tôi nói, tôi có nghe nói là có cái chỗ ở rõ ràng nhưng mà họ không có thích kỷ luật. Cái giờ rất phải thế này phải thế kia, họ muốn đi lúc nào họ đi, họ muốn làm gì là thích, uống rượu thích như, gọi là có thể là gì đó ở trong cái chỗ đó, cho nên là kỷ luật họ không cho. Thì tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà đại khái thế này, cái chuyện mà nói chung á, bên Đạo Công giáo đó, quý vị cứ mở những cái sinh hoạt, tôi cứ nói một cái rõ ràng là những cái hồ sơ tài liệu của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đó, thì cái quỹ để giúp những cái người thiếu này thiếu kia nó nhiều vô cùng. Tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ bên Giáo hội Công giáo chủ trương không có phá thai. Đấy. Đấy, thì cho là phá thai là trọng tội. Đấy, trong khi có một số đoàn thể là có thể tôn giáo khác cũng cho là ok đi. Thế thì bên Công giáo đó, khi mà đã nói đó, xin các bà các cô đừng có phá thai đó, thì sẽ giúp đỡ từ đầu cho đến cuối. Tôi ví dụ nha, vì một cách nào đó không muốn là vì lỡ có thai đi, thì bên Công giáo nói rằng thôi đừng có phá, tại vì một cái con người Chúa dựng nên có linh hồn như vậy đó là quý lắm, không có nên phá. Thì nếu mà trường hợp vì hoàn cảnh hay hoàn cảnh khác á, không thể nuôi đấy vào thai đấy được đó, thì Giáo hội cũng có những cái cơ quan sẵn sàng giúp đỡ cái này cái khác để thêm quỹ cho cái người đó để nuôi đứa bé. Thế rồi nếu mà khi sanh á mà không vì hoàn cảnh không thể nuôi con á, thì Giáo hội cũng có cái chỗ để nuôi dùng. Và nếu mà vì sao muốn lấy lại con cũng lại trả lại bình thường. Tức là ba cái bậc đó, ba cái chương trình đó là cả một cái cố gắng của Giáo hội lắm. Tức là bây giờ nếu chúng ta muốn, tôi cứ ví dụ lên USCC đi, cái con bác Công giáo là có hết. Tôi lấy ví dụ đó. Còn những người nghèo thì suốt cái địa phận nào và hầu như giáo xứ nào cũng có một cái chương trình bác ái Vinh Sơn để lo cho người nghèo. Ví dụ tôi đang ở cái nhà thờ Chúa Phục Sinh ở trên Sunnyvale đó, Resurrection Church á. Đặc biệt là quanh năm có những cái đóng góp cho người nghèo. Và nhất là trong cái dịp mùa lễ tạ ơn đó, rồi họ cho tiền, cho đồ rất là nhiều để phân phát chung đi các nơi cho những người nghèo. Đó tức là những cái, tôi nói là cái đóng góp của bên Công giáo cho xây dựng giáo hội là ở chỗ đó. Tôi lấy ví dụ đó còn nó nhiều lắm cơ. Nhiều tức lắm. Là mỗi một cá nhân không có nhất thiết là mình phải làm cái này cái kia. Miễn cái tấm lòng của mình cho mà có thể không có phải trực tiếp mà giao cho đóng góp tiền bạc hoặc là nhân, gọi là nhân lực hay bất cứ cái gì đó. Thì cũng có thể là đóng góp vào được. Nó có thể liên hệ đến vấn đề luật pháp mà mình cho mà mình cho không đúng, đúng rồi. Hoặc là mình đón nhận người tới nhà mình mà có những cái chuyện gì nó xảy ra thì đúng. Cũng có thể liên hệ luật pháp. Tiếp hôm nay có luật sư thì không đi để nói về cái chuyện đó. Cái điều đó cũng là cái điều rất tế nhị. Thưa cha với anh Đạo, không biết là có biết không là bây giờ mình chuyển một đề tài sang là vấn đề những người ngoài Công giáo thì họ không hiểu, ta không hiểu. Người ta bảo hình như Đạo Công giáo mình có vẻ độc tài đấy chứ cha. Vân vân là có. Lúc nào cũng phải nghe lệnh của giáo hoàng, xuống tới tổng giám mục, xong tới giám mục, rồi tới các cha, thì có vẻ giống như là mình không có được phóng khoáng, mình có nhiều những tín lý bắt buộc quá thì những cái suy nghĩ của người ngoài vậy thì thưa cha thấy sao? Thưa thì tùy cái nhìn thôi. Thì tôi thấy thế này nè, theo cái sách Phúc Âm nói đó, Chúa trao cho giáo hội lúc đầu qua ông Thánh Phêrô và các tông đồ đó là ba cái quyền, là một cách nôm na là cái quyền để hướng dẫn về tinh thần, tức là lãnh đạo, tức là chỉ dẫn về những cái điều mà Chúa dạy thế nào đó. Cái thứ hai là cái vấn đề, phải nói thật là cái vấn đề là thánh hóa, tức là dùng Chúa dùng bảy cái bí tích để đem ơn xuống cho người ta. Đấy, tức là hướng dẫn này, thánh hóa này, thấy không? Và vấn đề phải nói thật là nó cái chữ cai trị thì nó hơi quá. Nhưng mà phải có tổ chức chặt chẽ, bằng không á, ai muốn làm gì thì làm thì không xong. Tức là phải có cái bộ giáo luật.
là cái chuyện này nó phải A, B, C đâu vào đó. Đấy, tức là ba cái quyền đó là ở trong giáo hội nó rõ ràng lắm. Tức là chúng tôi dùng một chữ thần quyền. Thì ví dụ như là một ông cha sở đây, một vị giám mục đây, hay là vị giáo hoàng là trên cao cửa, không thể để cho dân bầu được. Tại vì bầu đó thì sẽ nó dựa theo những cái yếu tố trần gian. Nó gọi là giáo quyền. Thì đó, tức là giáo quyền, tức là nhưng mà nó gọi là thần quyền, tức là do trời Chúa ban xuống, tức là nó thẳng chứ không có là. Tôi ví dụ bây giờ nhé, ở trong một cái cộng đồng, tôi ví dụ cho chừng 3.000 giáo dân đi. Mà bây giờ người ta cũng rầm rộ cả mấy tháng trời đi vận động bầu cử cho ông này làm cha sở, ông kia làm cha sở, thì nó nhiều cái rắc rối vô cùng. Nhưng mà những cái vị mà quyết định là ai sẽ làm cha sở đó, nhất là đây là đức cha đó, thì cũng thăm dò, cũng hỏi, cũng tính kỹ lắm, chứ không phải là cứ đưa bừa bãi vị nọ vị kia làm đấy đâu. Cái vị đứng đầu giáo phận cũng vậy. Vị giáo hoàng bổ nhiệm các giám mục đó ở một địa phận đó, cũng thăm dò, cũng hỏi kỹ lắm, có khi cả năm trời, chứ không phải là cứ bạ ai cũng hay là đút lót tiền, nó không có đâu. Đấy, thành tiền. Rồi đi giáo hoàng cũng vậy, cái việc bầu đi giáo hoàng nó cũng cả là một cái vấn đề thiêng liêng, chứ không phải là giành giật. Thành thử ra cái khi mà chúng ta không hiểu đó, chúng ta không như là ở trong cái giày của giáo hội Công giáo, thì chúng ta có dễ hiểu lầm lắm. Và thật sự hiểu lầm cũng dễ hiểu là vì thế này: Thiên Chúa dùng vài người, bắt đầu là các vị tông đồ và ông Thánh Phêrô đứng đầu đó, để tiếp tục cái việc của Chúa. Thế thì chúng ta là loài người cả, nghĩa là ai cũng có cái hay cái dở, đúng không? Có cái vị dở nhiều hay có vị hay nhiều, thì cái đó là chúng ta phải chấp nhận thôi. Kể cả Đức Giáo Hoàng nó cũng có những cái chuyện mà không hay chứ. Nhất là trong dĩ vãng có một số vị giáo hoàng bị lung lay bởi ông vua này, là nhiều khi bị những cái sai xảy về kể cả cá nhân nữa. Thì cái chuyện đó là cái chuyện là nói là bình thường thì cũng không biết có đúng hẳn, nhưng mà cũng chuyện con người là con người. Thì thỉnh thoảng cũng có. Thế thì tôi xin phép nói thế này, là cách đây chừng cũng mười mấy năm đó, tôi có viết một cái cuốn cũng như là để trình bày cho biết là đạo Chúa là thế nào. Cho nên là tại sao nên tin theo đạo Chúa là thế này, để Chúa dạy thế nào, đó là mình thấy thích hợp đó. Thì cái đề tài là tại sao theo đạo Chúa. Thế thì tình cờ tôi đi ra một tiệm sách đây, chừng 6 tháng sau tôi thấy có một vị nào đó tự nhiên viết một cuốn ngược lại, tại sao không theo đạo Chúa. Thì dựa vào những cái lý do mà đối với tôi thì nó không có được đẹp cho lắm. Đại khái là thế này, dựa vào những cái gọi là cái biến cố nào đó mà trong lịch sử đó, giáo hội, các vị lãnh đạo giáo hội đã có những cái chút lầm lỡ này, lầm lỡ kia, hay là những cái gương mù, gương xấu của cá nhân đó. Xong là nói với cái người độc giả rằng, thấy không, đạo Chúa bậy như vậy, tệ như vậy, cho nên là đừng có theo. Nhưng mà đối với tôi thì cái đó nó không có được logic lắm. Là hợp lý là vì thế này, mình theo là mình theo cái điều Chúa dạy, những cái giáo lý Chúa dạy, chứ mình không có theo là vì đức cha này hay là cha kia, là vì các ông cha hay đức cha gì đó, cũng có những cái lầm lỗi. Cái lầm lỗi đó thì mình dựa vào cái đó gọi là đừng nên theo đạo Chúa, thì cái đó nó không công bằng lắm. Không đúng đó. Thế bây giờ nếu mà anh Nam với lại bác sĩ Đạo có muốn thì tôi cũng trình bày một cái tóm tắt những cái điều mà người ta đó, đại khái thì nói chung là những người không hiểu giáo hội Công giáo, và nói riêng là những người có vẻ không có cảm tình với giáo hội Công giáo, thì họ hay đưa cái này, mấy cái điểm này này. Cái thứ nhất, có một cái thời gian cũng cả gần một thế kỷ đó, giáo hội lập ra cái tòa tiếng Anh là Inquisition, tức là gọi là luận án những cái người mà rối đức tin, là lạc đạo, hay là làm hại giáo hội đó. Thế thì cái lúc đó thần quyền với thế quyền nó lẫn lộn nhau, cho nên là khi mà cái tòa đó nó đã kết án ai gọi là làm hại giáo hội, hay là gọi là lạc đạo đó, ví dụ vậy đó, và đưa cho những tư tưởng lạc đạo cho người khác đó, thì bị phạt nặng, có khi bị chết đó. Đấy là lúc đó cái điểm nó trung tâm điểm nó mạnh nhất là bên Tây Ban Nha đó. Đó, thì vì sau giáo hội cũng bỏ và cho rằng là có những cái hành động nó đi quá xa,
làm nó lại nó là cái phần hồn nó lại đi phần xác, tức là giáo hội không có muốn lên án hay là trừng phạt theo cái tính cách gọi là thể lý. Đó là cái thì đó cũng tại vì cái hoàn cảnh thế này tôi ví dụ cái thời đó cái số người Do Thái ở cái vùng Tây Ban Nha đó và cái số người Hồi giáo đông lắm. Họ có thể là vì không thích đạo Chúa cho nên họ có những cái hành động này. Thế thì ở trong cái hoàn cảnh đó các vị lãnh đạo nó thấy là phải làm mạnh thì họ mới chặn những cái hành động đó được. Tôi ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng không có lâu đâu. Vâng, thưa cha thì tiện đã có xin hỏi thêm cha là những cái điều mà giáo hội đã làm trong quá khứ như cha vừa ví dụ đó có thể bắt nguồn từ trong Thánh Kinh hay không? Tại vì theo con đọc thì con thấy là ở trong một cái dụ ngôn mà Chúa có nói về cây nho chẳng hạn thì cây nào mà Chúa nói cây nào mà sinh trái tốt thì là giữ lại, còn cây nào mà không sinh hoa quả sẽ chặt bỏ vứt đi. Đó thì cũng có thể một cái ám chỉ nào đó trong vấn đề mà có sự phân biệt giữa cái người mà đã theo Chúa và không theo Chúa. Hoặc là con có đọc thì cũng biết là một số những vị giáo hoàng cũng tuyên bố những câu mà cũng hơi là khắt khe nặng nề về vấn đề mà nếu mà mình không theo đạo. Tí ra tôi sẽ nói về thì sẽ bị những cái trừng phạt như thế nào. Mà điều đó thì có thể ảnh hưởng rất xấu cho tới cái dạ đúng rồi. Thì tôi đã nói là những cái lầm lỡ nhất thời hoặc là của cá nhân đó nó cũng làm hại giáo hội lắm chứ. Vâng. Nhưng mà không phải vì cái đó mà chúng ta bảo không thèm theo đạo Chúa nữa. Đó là cái điểm tôi muốn nói. Thế thì tôi xin trưng cho chú quý cho hai anh với lại quý vị thấy là đó là một cái lầm lỡ có thể đi quá xa. Vì cái hoàn cảnh nào đó mà họ tưởng là cần phải làm như vậy. Đó, tại vì cái giáo hội cũng là con người thôi. Trên cái bước đường về trời thì cái lúc nó tốt, lúc thì dở, lúc thì đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái vụ án ông khoa học gia Galileo. Thì theo cái nhìn một cách gọi là nôm na bình dân của dân chúng thì mặt trời quay trong cái trái đất. Cho đến ngày ông ta đã có ai có biết có trái đất quay trong mặt trời đâu. Vẫn cứ thấy mặt trời nó quay thế này. Thế thì giáo hội cũng dựa theo Thánh Kinh thế nọ kia thì mới la ông đó. Có thể là dùng kỷ luật cho ông ta. Nhưng mà vì sao giáo hội đã xin lỗi rồi? Tại vì cái cho như là ông ta cái thời đó cái kỷ luật nó mạnh lắm và ông ta như là nói khác đi thì tự nhiên có những vị không có nắm được vấn đề rõ về khoa học ấy, thì la mắng, dùng quyền của mình la mắng, tức là mistake đấy. Thì đã xin lỗi rồi. Đó, rồi cái chuyện nữa là cái vụ thập tự quân đi sang chiếm lại đất thánh mà cụ thể là bầu Chúa đó thì cái thời đó là gọi là bên quân Ả Rập Hồi giáo đó đã chiếm và phá thành phố Jerusalem những cái gì về Công giáo đó. Thì bên Công giáo ở phía Âu Châu đó với rủ nhau đi chiếm lại. Thế thì trong cái lúc đi chiếm lại như vậy đó rồi đi thập tự quân đi xa nhà mà tôi cứ tưởng tượng như là quân đội của chúng ta nhiều khi đi hành quân lâu ngày rồi nhiều khi gặp được cô nọ cô kia chọc ghẹo hay là ví dụ những chuyện đó có khi đói rồi phá phách đằng xóm đó rồi chém giết thì trong cái thế mà nó đại khái như nó ào ào như vậy đó thì cũng lịch sử cũng lên án. Là vì cái mục đích thì tốt nhưng mà cái phương tiện làm nó cái cách làm thì nó lại hơi đi quá. Đó là cái điểm thứ đây là thứ ba. Cái thứ bốn là tôi cũng phải nói lúc đấy là có một số đứa giáo hoàng là tức là chỗ ngồi trên tòa cao nhất của giáo hội đó cũng có những cái gương xấu. Thì cái đó thì chúng ta thấy chẳng hạn như là trong 12 tông đồ của Chúa chọn đó cũng có ông thì một ông chối Chúa và ông bán Chúa. Tôi ví dụ như vậy. Thế rồi trong cái hoàn cảnh lịch sử nhất là của thời Trung cổ đó, các vua Chúa này vua Chúa kia muốn tạo ảnh hưởng với Đức Giáo Hoàng, muốn tạo ảnh hưởng, muốn yêu cầu Đức Giáo Hoàng lập vị này làm giáo mục vân vân và vân vân. Thành thử ra có những vị không có khôn ngoan, có những vị bị ảnh hưởng nặng nề quá cho nên là đi trật đường. Và cuối cùng nữa là đấy, sau cái thời cải cách của bên anh em Tin Lành đó thì cho như là những người đó là đi lạc đạo, thành thử đó cũng phản ứng mạnh rồi cấm cách rồi phạt những người nào vân 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 vân. Thì trong cái phản ứng tự nhiên của con người đó muốn bảo vệ đức tin nhưng mà trong cái thế mà nó còn quá ngặt như vậy thì đã đi quá mạnh. Vậy thôi. Vâng.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị hiện đang nghe linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư và chúng tôi là bác sĩ Vương Đạo cùng với bác sĩ Vương Đạo để mà chia sẻ cùng quý vị một số những cái sai lầm mình gọi là tạm sai lầm được thưa cha của bên Công giáo ở trong lịch sử. Để nó có tính cách con người thôi, tính cách con chứ người. Nó không phải là về đức tin. Dạ vâng. Thì đó thì thưa quý vị, đó là một số những cái câu chuyện của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin được mời quý vị nhớ theo dõi những tiết mục thường lệ này trong tuần tới. Xin được cảm ơn anh Đạo và chúng con được cảm ơn cha. Vâng, cũng xin chào và cảm ơn hai anh cũng như tất cả quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, quý vị vừa xem xong chương trình truyền hình Dân Sinh hôm nay. Xin quý vị nhớ theo dõi Dân Sinh hàng ngày trên cùng băng tần và giờ này. Mọi liên lạc với Dân Sinh, quý vị có thể email về địa chỉ chương trình dancin@yahoo.com hay gọi về với số phone 408-392-9923. Ngọc Hà xin chào tạm biệt quý khán thính giả.